Vâng. Con tên gì? Quỳnh. Rồi quê ở đâu? Cần Thơ. Từ Cần Thơ lên đây để gặp. Cái gì, em từ Cần Thơ lên đây hả? Có thì không đó. Bữa anh về Cần Thơ hát em có biết không? Không phải hết gì Cần Thơ hát em có biết không? Em có đi không? Dữ vậy? Hôm bữa về Cần Thơ hát có đi. Làm thích sông lưng. Thích anh không? Tôi không thích đi xuống liền nha. Rồi bây giờ là ước mơ em thành thần. Em sẽ nhắm mắt lại và nắm tay sông lưng. Nắm mắt đàng hoàng, ước mơ và 3, 2, 1, nhắm mắt lại. Nhắm mắt lại, nhắm kỹ lại, xẹ vai ra, không có hí. Cái gì? À, chứ nhận đúng không? Trời đất ơi. Dạ anh đi. Có nhận hả? Nhưng mà tay này. Ôi trời. Rồi nhắm mắt lại đi. 3, 2, 1, nắm tay, lưng. Thầy rung cái gì? Cái gì? Tay tôi cũng ok mà sao thiệt á. Nhanh quá đúng không? Rồi 3, 2, 1, nắm tay. Trời. Thôi đi về đi em, được rồi, mãn nguyện nha. Ok, cái áo là không có giặt luôn nha. Trời, Hải ơi, quay đi. Lưng ơi. Mọi người ơi, bây giờ mưa thì em không biết phải làm sao bây giờ. Bye bye mọi người hả? Mọi người đây hả? Cảm ơn mọi người. Mọi người ở lại ngay cho xong lưng nghỉ xíu nha. Lát mà tạnh tạnh thì ra chơi tiếp. Mọi người hả? Nếu mà mọi người ngồi thì em vẫn hát ngoài mưa. Ok ok, mọi người thấy ok không? Học sao nha. Hát ngoài mưa nha. Ok, có nhiều chơi nhiều. Có nhiều chơi nhiều. Ok, mọi người ngồi nha, đi xuống. Mọi người ngồi đi. Mọi người ngồi đi. Mọi người. Come on!
đúng rồi. Rồi bây giờ chắc các ca sẽ một vụ nha, xong lưng nghỉ ngơi. Ok ok ok. Xin chào tất cả mọi người và một lát nữa thì anh em mình sẽ lên sân ca. Được, xong lưng ở lại với em có năng tuổi với Lâm. Cho nên lưng sau đây thật sự là xong lưng rất là thân với Lâm. Anh em gọi là đồng ca cộng khổ, gắn bó với nhau, yêu thương. Yêu không? Yêu tôi không? Lưng Quỳnh ơi. Cảm ơn anh cũng trai. Lưng, yêu tôi không? Không ao không? Không ao. Không ao thôi. Nhưng mà bây giờ tài sản sẽ chia. Chứ bây giờ tôi thấy bà Quỳnh đã cầm cái máy xin số mà đang xây đó. Đúng rồi, chứ mày xài không đó. Xài cái nào mà tôi đã hỏi đầu đây vô Lâm. Cái lộn xong được cái yêu đây vô Lâm không? Có yêu tất cả mọi người trong gia đình của Lâm. Khéo quá trời. Rồi. Tập đi ra. Ủa anh em chụp gì đó? Chụp chụp không? Tôi. Đây nhìn máy em đây chị ơi, máy này máy quay đó đó. 2 3. Để lấy đèn anh chị ơi, bé cho chị Quỳnh chụp riêng một tấm đi. Rồi. Em chụp mấy đó hả? Rồi đây 2 3. Đẹp lắm chị ơi. Đúng rồi. Wow, anh Lâm sẽ hỏi chị chuyện này. Rồi, chị tài sản kia. Thấy là ông Lâm là chia tài sản với tôi rồi đó. Rồi. Ủa em chụp mấy nào? À, rồi, xong rồi cái bình ra đi. À, xong rồi ra ngoài giùm mấy à. Đợi chị đi xong nữa thì đi về. Chị đang chụp không? Không, chị sợ sao vậy? Ok chưa? Hello mọi người, lại là anh Dương Lâm Đồng Nai đây. Mọi người ơi, mọi người nhớ subscribe kênh YouTube của Lâm nha. Bởi vì kênh YouTube của Lâm có rất là nhiều clip hài hước vui nhộn cười bể cái bụng bầu. Còn chần chờ gì nữa, subscribe kênh YouTube của Lâm. I love you mọi người, cảm ơn mọi người. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã chinh phục ước mơ đời mình. Anh Dương Lâm Đồng Nai đã cho đời càng thêm sướng vui. Muốn sướng muốn vui hãy subscribe kênh YouTube của Lâm. Yeah.